Khán giả nuôi nghệ sĩ, cụm từ này có lẽ đã quá phổ biến trong vài ngày gần đây, thu hút sự bàn luận của đông đảo dân mạng. Bắt nguồn từ bài đăng của đạo diễn Bùi Quốc Bảo với nội dung nghệ sĩ cũng phải lao động, tại sao phải biết ơn và luôn nghĩ khán giả là người ban chén cơm cho mình. Ngay sau đó, hàng loạt nghệ sĩ khác cùng lên tiếng về điều này, từ diễn viên hài Thu Trang, đạo diễn Quốc Hùng đến ca sĩ Vy Oanh hay nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung. Dù không khẳng định ai đúng ai sai, khán giả có nuôi nghệ sĩ hay không, nhưng những phát ngôn này dẫn đến những cuộc tranh cãi nảy lửa trên khắp các diễn đàn. Có người ủng hộ và cũng có người không đồng tình. Là một nghệ sĩ hoạt động lâu năm trong showbiz, Nguyên Vũ cũng chia sẻ quan điểm cá nhân trước những phát ngôn nhạy cảm này. Trong lần xuất hiện mới đây trên sóng truyền hình, ca sĩ Nguyên Vũ khẳng định người phát ngôn khán giả không nuôi nghệ sĩ, không phải nghệ sĩ thực thụ. Anh cho rằng với bản thân, khi bước vào con đường nghệ thuật là bằng sự yêu thích và đam mê với nghề. Nhưng người đã chấp cánh cho ước mơ trở thành nghệ sĩ chính là quý khán giả. Nhờ sự yêu mến chân thành ấy đã nuôi dưỡng và cũng là nguồn động lực to lớn, khiến anh luôn hãnh diện, tự hào với nghề mà mình đã chọn. Anh cũng tâm sự rằng, trong quá khứ, ở thời điểm đất nước còn khó khăn, thì việc nghệ sĩ trân trọng khán giả luôn được đặt lên hàng đầu. Có những đêm diễn nghệ sĩ phải đến tận nơi, đích thân đi bán vé mới có khán giả tới coi. Và tình cảm của người hâm mộ khi ấy cũng rất chân thật, yêu thương ủng hộ chúng tôi, dù cho chính họ cũng không dư giả gì. Những tài sản mà Nguyên Vũ tích cóp được trong thời gian đi hát chẳng phải là nhờ khán giả mới có được hay sao? Giữa những tranh cãi ồn ào, mới đây ca sĩ Vũ Hà cũng bất ngờ lên tiếng trên Facebook cá nhân. Không khẳng định ai đúng ai sai, Vũ Hà bày tỏ bất ngờ về chuyện khán giả nuôi nghệ sĩ trở thành một từ khóa hot mà ai cũng bàn luận. Theo anh, giữa khán giả và nghệ sĩ cần có sự tương tác, có qua có lại và cần có sự yêu thương, trân trọng lẫn nhau. Làm ơn, đừng nói qua nói lại nữa, ai cũng đúng cả, nghệ sĩ muốn làm ra tác phẩm thì cũng phải lao động. Múa thì phải đổ mồ hôi, gãy tay gãy chân mới múa được, còn khán giả đi làm mới có tiền rồi bỏ tiền ra mua vé vào rạp thưởng thức nghệ thuật. Ai dở thì bĩu môi, ai hay thì vỗ tay, người ta bỏ tiền nên có quyền hết. Bên cạnh đó, Vũ Hà còn mong muốn sự việc lần này sẽ nhanh chóng lắng xuống, bởi nó đều không có lợi cho cả khán giả lẫn nghệ sĩ.